Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đang ở cái chỗ vườn lan Mokara. Hôm trước ở nhà mình mà mình nói mình cải tạo nó lại á, để cho các bạn xem thành quả của mình cải tạo nó trong một tháng ha các bạn. Hôm trước cái clip đợt trước mình quay cho các bạn xem là 25 tháng 3, bữa nay là 27 tháng 4 ha các bạn. Đúng một tháng tháng mấy ngày mình cho các bạn xem thành quả khi mà mình cải tạo lại cái vườn Mokara hôm trước mà của mình nó đã bị thiếu nước, lá nó nhăn nhúm lại, nó không có sức sống đó các bạn. Thì hôm trước mình có nói với các bạn á, là mình sẽ gãy phân cho nó, và phân trộn đó là sơ dừa cho cháu. Và hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn là mình đã mà thêm cái phân bò ha các bạn vào ở dưới cái phần cái lớp gốc ở dưới ha các bạn. Các bạn thấy là cái phần phân của mình đã gãy dưới đây là phân cho cháu và sơ dừa, và phân bò mình trộn lại mình đã gãy ở phía dưới gốc ha các bạn. Thì hôm trước mình chỉ có lắp cái phần vỏ dừa thôi các bạn, cái vỏ dừa thôi. Đó, các bạn thấy cái vỏ dừa đó ha. Thì hôm trước mình chỉ lắp cái vỏ dừa lên thôi và nó đã thiếu nước. Thì mình cũng vẫn để cái vỏ dừa rồi mình gãy cho cháu và cái sơ dừa cho cháu và phân bò mình trộn lại để gãy lên. Thì ở phía dưới gốc này các bạn, chúng ta thấy nó vẫn còn có cái phần sơ dừa này nó nằm ở dưới. Thì cái phần cho cháu và sơ dừa nó không bị nén lại các bạn, nó vẫn còn những cái chỗ hở, lỗ hở ở phía dưới á, cho rễ của cây lan nó sẽ len lỏi ở phía dưới đó các bạn nha. Nó sẽ không bị thối rễ ha các bạn, nó vẫn có cái chỗ để cái rễ lan nó thoát nước ha các bạn. Và ngày hôm nay thì các bạn thấy lá lan nó không còn nhăn nhúm nữa ha các bạn, nó đã phát triển tốt rồi và đã có vòi hoa rồi các bạn nha. Các bạn thấy nó đã ra vòi hoa rất là nhiều rồi đây nè, đấy nha các bạn, các bạn thấy nó ra hoa, vòi hoa rất là nhiều rồi đó. Này mình cho các bạn xem hoa nha các bạn, đấy đó, nó đã ra hoa rất là nhiều nha các bạn. Ở bên đây đó, các bạn thấy nó đã ra hoa. Và cái vòi hoa nó đã dài hơn ha các bạn, dài hơn khi cái lần trước, cái đợt trước nó cho hoa nó không có dài như đợt này ha các bạn. Mình sẽ chia sẻ với các bạn khi mà mình dùng phân thuốc để mình xịt trong cái khoảng thời gian mà mình cải tạo, mình chăm sóc lại ha các bạn. Đây là mấy cây vàng nến của mình nè các bạn. Đấy, mấy cây vàng nến của mình cũng bỏ vào trong chậu và mình cũng đã áp dụng là mình cũng bỏ phân, bỏ sơ dừa cho cháu ha, và một ít phân bò ha các bạn. Đấy, các bạn thấy vàng nến của mình nó ra rất là nhiều rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Bên đây cái chậu bên kia cũng đã có một ra hoa rất là nhiều và vòi hoa nó đã dài hơn đó các bạn. Hoa màu vàng này các bạn. Nha. Bên này có một cái vòi hoa màu tím. Màu rất là đẹp, mình thích cái màu này. Nè, Mokara cái màu rất là đẹp. Thấy các bạn. Đấy, hôm nay mình chia sẻ với các bạn ha. Và mình quay lại cái thành quả của mình, cái vườn lan của mình. Sau một tháng mình cải tạo nha các bạn. Và hôm trước thì một số cái cây nó bị xuống lá các bạn, xuống lá ở phía dưới gốc này nó bị xuống lá chân đó các bạn. Thì mình đã sử dụng cái biện pháp này và ngày hôm nay nó đã ra cây con các bạn. Nó đã ra cây con ở phía dưới chân này các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây. Nó mọc nhánh con rồi nè các bạn, thấy không? Bên đây cũng mọc ra một nhánh con rồi nè. Đó, bên kia cũng một nhánh rồi đó. Đó, các bạn thấy không? Thì mình đã cắt ngang cái thân này các bạn. Ở phía dưới đây nó bị xuống gốc hết, xuống lá hết trơn rồi.
nên mình đã cắt ngang cái thân này, thì ở đây nó sẽ mọc nhánh ra các bạn, nó sẽ mọc nhánh ra các bạn, và chúng ta sẽ có một cái nhánh, một cái cây nữa các bạn. Mai mốt mình chăm nhánh này nó sẽ phát triển ra các bạn, mình sẽ được một cái cây nữa các bạn. Đó là một số mình chia sẻ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái phần mình sử dụng phân thuốc cho một tháng mình đã cải tạo cái vườn lan Mokara của mình nha các bạn. Thì đầu tiên là mình sẽ rải phân nha các bạn, như mình chia sẻ. Thì các bạn lưu ý là cái phần rễ của thằng Mokara này nó thuộc cái dạng là rễ gió các bạn, nên cái phần phân trộn này nè, các bạn thấy cái phần phân trộn này nè các bạn, là chúng ta sẽ sử dụng phân khi mà mình mua, mình sẽ lựa cái phần trấu này nó nhiều hơn nè các bạn. Cái phần trấu, vỏ trấu nó nhiều hơn so với cái trấu nung hết các bạn. Để khi mà cái phần trấu này á, nó vừa có thể giữ ẩm và nó cũng có thể vừa thoát nước nhanh nữa các bạn. Nó không có giữ ẩm cái phần mà giữ nước lại lâu các bạn. Có nghĩa là khi mà mình tưới xong rồi thì nước nó đủ cái lượng nước và nó cũng thoát nước nhanh nữa, để cho cái rễ nó không bị thối rễ các bạn nha. Và mình đã sử dụng thứ nhất là B1 các bạn, B1 kích rễ nó ra nha. B1 và một cái nữa là Tetrasoc 4 mình đã từng chia sẻ với các bạn đó ha. Hai cái thằng này đầu tiên là mình sẽ kích rễ nó ra để cho cái bộ phận nó hấp thu chất dinh dưỡng nó đầy đủ, thì cái cây khi mà mình bón phân đồ vào á, nó sẽ dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng hơn ha các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kích rễ cho nó ra bộ rễ đẹp ha. Rồi sau đó các bạn sẽ có thể sử dụng cho mình phân vi lượng các bạn, phân vi lượng, phân cá nha các bạn. Phân cá thì phân cá này các bạn có rất là nhiều loại phân cá khác nhau, nó có thể là dạng nước, có thể dạng bột, các bạn mua loại nào cũng được cả. Ra ngay chỗ bán vật tư hoa lan thì các bạn nói mua phân cá về tưới cho lan thì người ta sẽ đưa cho bạn nha. Và mình nhắc lại là loại là bột, là sạch á, là dạng đặc cũng được, mà là dạng nước cũng được ha các bạn. Các bạn sẽ pha liều lượng như trong cái phần của người ta hướng dẫn ha. Và một phần nữa là mình sẽ sử dụng amino các bạn. Đây là một cái loại là nó sẽ kích thích cho cái cây nó phát triển. Và thứ nhất là nó hấp thụ được cái chất dinh dưỡng của mình khi mà mình bón phân, phân thuốc gì đó, thì cái này nó sẽ giúp cho cái cây nó dễ hấp thu chất dinh dưỡng các bạn. Ở trong đây nó có ghi là cái phần chống hiện tượng cây còi cọc thân lá biến dạng hết các bạn. Thì hôm trước cái phần lan của mình nó không được phát triển tốt á, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái thằng này để cho cái cây nó sẽ dễ hấp thụ chất dinh dưỡng hơn. Và một cái nữa là đề ca nông hết các bạn. Một loại nữa là đề ca nông, thì đây cũng là một cái loại thuốc để kích thích sự phát triển của cây, phát triển mầm, phát triển rễ hết các bạn. Đó thì đầu tiên các bạn sẽ phun kích rễ cho mình. Nha, kích rễ cho mình thì sẽ cách phân thuốc cho mình cách 3 ngày hết các bạn. 3 ngày các bạn, khi các bạn kích rễ xong rồi thì các bạn sẽ pha cho mình là phân cá ha, phân cá và hai cái loại này chung với nhau. Đó, hai loại này chung với nhau thì sẽ là cái liều lượng như các bạn coi trong cái phần hướng dẫn của từng loại thuốc ha các bạn. Và các bạn sẽ phun 3 ngày, cách 3 ngày xen kẽ cho mình. Thì với cái phần nữa là các bạn sẽ tưới nước ha, sáng chiều ha các bạn. Với cái mùa nắng thì các bạn nên tưới nước sáng chiều luôn, để cho cây nó đủ lượng nước, nó sẽ không bị mất nước nữa ha các bạn. Đó, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái thành quả của mình là cải tạo lại cái vườn lan Mokara của mình sau một tháng. Và ngày hôm nay nó đã có hoa rất là nhiều rồi các bạn nha. Nó đã ra hoa rất là nhiều rồi, cây bên đây nó cũng đã ra hoa rất là nhiều rồi nè. Đó, các bạn thấy không? Đấy.
hình như hầu như là cây nào nó cũng đã có vòi hoa hết đó các bạn. Nè, vòi hoa cũng đã dài các bạn, dài hơn một gang tay mình luôn, dài lắm. Đó, bên kia. À, đó, ha các bạn, thì ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái thành quả khi mà mình cải tạo cái vườn lan Mokara nhà mình, và hôm nay nó đã có hoa cho các bạn ngắm rồi đó các bạn ha. Ở cái phần lan thì các bạn, khi các bạn trồng Mokara nó có rất là nhiều cái giá thể để chúng ta trồng, và tùy theo cái nơi các bạn ở, thời tiết như thế nào, nóng mưa như thế nào, thì mình có thể xem và tham khảo áp dụng cho cái vườn lan nhà mình nó đạt hiệu quả ha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn ha. Hy vọng là những cái gì mình chia sẻ sẽ giúp cho các bạn sẽ có một ít kinh nghiệm để các bạn có thể cải tạo được cái vườn lan của mình hiện tại ha các bạn. Nếu các bạn thích kênh của mình thì hãy nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái clip sau của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.